So I can feel the smoothness of the Vậy đang bằng hai rub, hai pump trên trán. So on the forehead, two pump. Đây bên má cũng hai pump, bên này cũng hai pump. So on the cheek, it's two pump. The forehead, two pump, and the left cheek also two pump. So you go six pump total. Khi các bạn cầm bút á, thì mình khỏi để ý 2.5 hoặc là 3.0 luôn, mình không cần để ý. Mình để bàn tay vô, mình coi cái độ nhú của cái đầu nano nha. Mình không có để ý tới 2.5 hay là 3.0, mình không bận tâm. Mình đưa bàn tay vô để mình coi cái độ nhú của kim lên. Phải có độ nhú nha. Có nhiều bạn á, bị giống như sai sót á, cứ để ý những cái đầu này, khi mình bỏ lên thì cái độ nhú nó không lên, thì mình đi bằng cục nhựa thì sẽ bị damage da của khách nha. Okay, so this is very very important. Don't pay attention to the 2.5 or 3 point on the pen, but make sure you look at the skin and you can see the difference in the skin surface, and then you apply it. Otherwise, you're going to have issues with the damaging of the skin. Đi có thể giải thích thêm cái đó không? Hay là cái chưa rõ? Như vậy, cái đầu bút này mình cầm nên khi mình bỏ đầu kim vô mình phải make sure. And then trên cái đầu bút á, nó sẽ có là 0.75, 0.5, 0.75, 1 chấm, 1 chấm rưỡi, 3 chấm, mình khỏi để ý cái đó. Mình không để ý, mình chỉ để ý cái đầu kim nó nhô lên như thế nào thôi. Nó nhô, cái độ nhô của nó. Trên má thì mình sẽ thấy nó nhô cao hơn một chút. Thì mình làm trên cái vùng mặt, vùng trán thì mình làm. Mình coi cái độ nhô lúc đó Vi sẽ hướng dẫn nè. Bây giờ trước mắt trên video Vi hướng dẫn như vậy. Nhưng mà khi các bạn học á, thì mình sẽ nói nó rõ hơn. Chứ mình đừng có để ý là 2.5 hay là 3 chấm. Mình không được đi cục nhựa trên da của khách. Có nhiều bạn không biết á, cứ lên 2.5 là cái thế mà làm, không có để ý tới cái độ nhô của bút, thì nó sẽ bị ron trong quá trình mình làm, bị damage da của khách. So in the pen head, they have a different measurement of the needles. There's the 0.5, 0.75, 1, 2, 2.5, 3. So make sure you pay attention to it. Don't use the, there's a little rubber component that can be used on the skin that damage the skin. So she will teach you the difference on that. This is very important. Đi trên trán thấy khó chịu anh không? Thấy nhậu của đã lắm. So she asked me if I feel uncomfortable when she did my forehead. I say, oh, it's tingling feeling. It's feeling really good. It's like a tingling. You know how people, if you point some object to your forehead, that's the sensation that you feel.